Cú xin chào anh em á, thì hôm nay là mùng 2 Tết rồi, thì trước khi vào video thì Cú chúc cho anh em một lần nữa là sẽ có một năm mới thật là vui vẻ, may mắn cũng như là thật nhiều sức khỏe và sẽ thành công trong công việc nha anh em. Và Cú cũng rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ mình đầu năm ngày hôm qua bằng những móc nạp, những cái kèo từ nhỏ nhất cho đến lớn nha mọi người. Thì hôm nay là mùng 2 Tết rồi thì Cú quay con nick này tranh thủ vào buổi sáng để gọi là lấy lộc đầu năm một con nick level 2x. Mặc dù là Cú đã làm rất nhiều, cũng đã có giao dịch trung gian, cũng đã bán rồi và cũng đã thu nick, nói chung đã làm mọi thứ rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ lên một con nick này với giá là để coi, bình thường thì Cú bán con này là tầm 1M mấy lần mọi người. Nhưng mà hôm nay thì Cú sẽ gọi là lấy lộc đầu năm thì Cú sẽ để với giá là 899k nha. Thì nếu như anh em nào cảm thấy hợp lý, cảm thấy ưng ý, ủng hộ Cú thì nhanh tay nha các bạn. Tại vì sợ là khi mình up lên lâu lâu mình xả được một con hai con vào những cái dịp như là lễ hay đầu năm thôi, chứ không có ấy nhiều được mọi người. Tại vì nhiều thì sụm nụ nha anh em. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào xem là con nick này có gì và có xứng đáng với cái giá lấy lộc đầu năm là rẻ hẳn 899k thôi. Ok, thì đây là một con nick level 27 nha các bạn, với lợi chiến hiện tại là 246k. Tuy nhiên thì các bạn đợi Cú một tí xíu. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ gia hạn cái set đồ 16 cái đã anh em. Thôi Tết rồi thì mình sẽ chơi cái kẹo ngọt đi nha các bạn. 1.500 xu vừa đủ luôn nè các bạn. Rồi ok, bây giờ thì Cú sẽ không có đủ xu khóa để gia hạn nữa anh em. Tiếc nhờ, mới đầu năm mà sụm nụ nhờ. Rồi ok, các bạn đợi Cú một tí xíu nha. Cú sẽ làm một số cái nhiệm vụ để lấy xu và gia hạn ha. Đầu năm thì để Cú xem là bây giờ là chúng ta sẽ vào bắn con kỳ lân để xem là có đủ xu khóa, 5.000 xu khóa hay không. Nếu không thì Cú vẫn gia hạn nha. Tại vì gia hạn lên nhìn cho nó oai nha mọi người. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu gọi là kỳ lân. Nói chung đây cũng là một cái nhiệm vụ mà giúp các bạn nhận được đá khảm cũng như là xu khóa và xu tường rất là nhiều ha mọi người. Cho nên là đánh đuổi kỳ lân là một trong những cái sự kiện hàng năm mà con gà nó đều ra mắt cho các bạn. Hình như là thời gian cũng đâu đó rất là lâu nha mọi người. Để một lát Cú ra Cú xem là nó kéo dài được mấy ngày. Nói chung thì kỳ lân này với lượng sát tương thì Cú thấy nó cũng tương đối là ổn thôi. Một con nick tầm 100 mấy chục k hoặc là 200k lực chiến thì các bạn vẫn có thể đi được rồi. Còn bạn nào yếu thì có thể mua thêm vài lượt. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại bây giờ thì các bạn cũng biết là về phần lực chiến nó rất là nhiều ha. Hôm qua mùng 1 thì nói chung là vừa giao thừa xong thì anh em ủng hộ móc nạp, ủng hộ mọi thứ, mở hàng mình đầu năm rất là may mắn và rất là nhanh luôn. Thì Cú rất là cảm ơn mọi người. Do là hôm qua thức nhiều quá mọi người, 2-3 bữa rồi cho nên là hôm qua không có lên video được. Hôm nay thì cũng không có nội dung gì để đầu năm đấm đá hết. Cho nên là lên cái con nick này cho anh em để anh em cảm coi như là xả một cái con nick đầu năm vui vẻ ha mọi người. Tuy là giá trị của nó không có đáng là bao nhiêu, nhưng mà mong là anh em vui là ok. Cú cũng vui nữa mọi người. Rồi ok, ở đây là xu khóa chưa có đủ nhưng mà mình sẽ gia hạn luôn nha. Thôi thì Cú sẽ gia hạn là cái boom đi, đầu năm chơi boom đi. Mặc dù là búa là đã có nhiều rồi nha các bạn, 7 ngày thôi ha. Tại vì cái xu khóa cũng chưa có nhiều, thì xu khóa hiện tại bây giờ thì tích nó cũng khá là dễ. Rồi bây giờ thì Cú sẽ bắt đầu giáp vàng lên và sau đó thì Cú sẽ review cho anh em xem là con nick này nó có gì nha các bạn. Đó, Cú đã giáp full giáp vàng lên. Đá giáp vàng thì cũng đã hình như là gần cạn rồi anh em. Anh em có thể tự cài thêm ha. Rồi vùng đất bét nè, nói chung là nhận hết. Đối với tầm nick này á, thì cũng thích hợp cho những anh em nào chơi giải trí và trải nghiệm đầu năm. Nói chung là rất là ok, không đến nỗi quá gà đâu. Nói chung là nó không được mạnh, nó không được mạnh, không được VIP, nhưng mà nó cũng ở tầm gọi là chơi được và vui, nhìn cũng rất là xịn ha. Con nick này như các bạn nhìn thấy thì đang có một Venus cộng 7 nè, một hạnh, một vĩnh cửu cộng 7 và hai cái hạnh phúc cộng 6 và một cái nhẫn kim cương cộng 4. Thì nói chung là điểm của nó là được 769 điểm nha anh em. Và có wow boom nè, wow búa nè, rồi súng nước, rồi có cả VIP thương cổ vĩnh viễn nha các bạn. Cũng rất là ok ha, với lực chiến này thì cũng được. Bây giờ thì Cú sẽ review trước rồi Cú sẽ làm đồ bét. Còn ở đây thì trang phục nói chung là do Cú không có nick, không có nạp, không có này kia mọi người, cho nên là nó cũng không có được
nhìn ngon cho lắm. Nhưng mà ở đây các bạn cũng thấy là có cho mình những cái set đồ rất là đẹp, như là khủng long kẹo ngọt nè, rồi thanh phong nè. Đó, về đạo cụ thì như các bạn thấy giáp vàng thì hiện tại là cứ vừa mới giáp full 1 tháng. Còn ở đây thì củ còn sót là 800, 500 viên, 400 viên thì các bạn có thể về cài thêm dùm củ nha. Tại vì đây là một cái con nick mình thu nên không có tài thêm. Thuộc tính thì nói chung tầm này thì nó cũng gọi là tương đối ok thôi. Tu luyện thì đã max level 32. Phần ngọc thì cũng có cho mình là hạt nhân, bạo kích và miễn kháng. Về phần pet thì đây là một con nick sử dụng cho mình là pet rắn nha. Và những cái món đồ pet này thì đa số cũng là thiên về thủ và nhanh nha các bạn, chứ cũng không có phải là và công thủ, chứ cũng không có phải là gọi là tất cả mà thiên về chỉ số nhanh ma, cho nên vẫn ok. Rồi tiếp tục đó, chúng ta sẽ đến với phần là dũng sĩ thì level 18 nè. Hồn sao thì chúng ta không có hồn sao mơ mộng nha, chỉ được 10 mảnh thôi. Rồi tiếp tục đó là chúc phúc thì là vũ khí 12, nón 10 và áo 10 và trợ thủ 10. Rồi đá khảm, đây các bạn, đá khảm thì qua đợt này chắc là chúng ta sẽ không, chắc hiện tại là full 12 rồi anh em, full rồi, full 12. Thần khí thì 4.9 thôi, cái này thì các bạn có thể về cài thêm lên 5 chấm thì lực chiến chúng ta sẽ cải thiện. Riêng về con nick này thì hiện tại là cái thám hiểm kết nối của nó hiện tại vẫn chưa có cái nào lên 50, thì anh em cũng có thể nâng lên 50 và sau đó anh em dùng cái vòng gì nè, vòng kết nối hay là cái vòng gì cứ quên rồi, để anh em tăng lên nha. Hiện tại là cái này nó hơi gà nha mọi người. Rồi ok, kép sắt. Kép sắt thì nói chung là cũng không có gì các bạn ơi, có thể đổi tóc thôi, để đổi màu tóc rồi VIP tiên sứ rồi ba cái linh tinh thôi các bạn. Rồi tiếp tục là vật tổ thì hiện tại là 21, 22 và 21. Con số là số 80 nha mọi người. Rồi. Qua tự chọn nè, cứu còn chưa nè. Chưa làm nữa nè mọi người. Ở đây là có hai mảnh khổng tước à. Thang để cứu coi coi mấy cái này là mấy cái gì nha mọi người. À. Hồng sao. Wow. Nói chung cũng được nhưng mà chưa có làm. Rồi ok ha, thì đây là một cái con nick nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Bình thường thì con nick này sẽ rơi vào tầm khoảng là 1.3, 1.4 như cú đã rao, nhưng mà hôm nay thì cú chỉ để anh em với giá vui vẻ đầu năm là 899k, thì anh em nào cảm thấy hợp lý thì ủng hộ thôi, còn không hợp lý thì anh em có thể là xem video vui bỏ qua nha các bạn. Rồi ok, bây giờ thì cú sẽ tách cái những cái món đồ bét ra nha mọi người. Đây các bạn, rất là nhiều nha anh em, để cú nâng cấp lên coi là lực chiến nó còn tăng hay không. Đây là một cái con nick mà cú vừa mới thu lại cách đây cỡ một chắc lần tuần á mọi người. Cũng có nhiều anh em hỏi ở thời điểm đó, nhưng mà do là giá cú không có fit á, hồi đó tới giờ mình rao bán thì hầu như là những anh em quen thôi, cho nên là cũng không có cần gọi là fit lắm nha mọi người. Chỉ fit cho anh em vui vẻ là một vài trăm vui vẻ thôi, chứ không có fit nhiều được. Nhưng mà hôm nay thì đầu năm cho nên là mới lấy em nó ra để bán cho các bạn với giá vui vẻ ha. Ở đây thì những cái món đồ cao thì anh em có thể để lại để thay đổi ha. Anh em nào thích lực chiến thì có thể chơi nhanh mai, còn anh em nào thích chỉ số thì có thể gọi là chơi anh em nào thích chơi chỉ số thì để lại công thủ nha các bạn. Ở đây thì mỗi ngày anh em có thời gian rảnh thì anh em cứ quét thôi, rồi chúng ta lấy những cái món đồ điểm cao, còn những món đồ thấp thì các bạn cũng có thể gọi là tách ra như thế này để chúng ta cũng có thể dùng để tăng được lực chiến nha các bạn, rất là tiện luôn ấy. Nói chung là đồ bét ở cái phiên bản mới này thì việc anh em chỉ ngồi quét thôi, chứ cũng không có cần phải đi phó bản hay này kia để kiếm cái này. Mà nó đưa vào phó bản thì thật sự là kiếm mảnh rồi dung luyện hơi bị mệt đấy mọi người, hơn là nó có sẵn ha. Ở đây là cái gì quá trời, ô trời, nhanh mai nè mọi người, công nhanh nè, rồi nhanh công nè, wow, rồi thủ nhanh nè, đó rất là nhiều luôn, công mai nè, ủa công mai rồi. Ok, bây giờ thì cũng sẽ tăng lên coi có lên được cái gì không nha anh em. Rồi rồi ok, ở đây thì cái nón của chúng ta là thủ và nhanh nha mọi người, để cứ chuyển qua công nhanh coi được không. Ôi trời, công nhanh
nhanh may nè, để mặc thử coi lên không mọi người. Wow, đấy, anh em nào thích lịch chiến thì cứ bận như thế này thôi, là đảm bảo anh em thủ với nhanh nè. Công nhanh, thủ nhanh, 297, 270 vậy, 299, ôi vậy là cái đó đã cao vút ruột ruột rồi. Đây là anh em công mai nè, còn bên đây đang là công thủ nha, công mai thì chắc chắn là sẽ lên rồi, đây, đó, rất là ok thôi. Anh em nào thích phòng thủ thì có thể là sử dụng lại thôi, không vấn đề ha. Ôi trời, ở đây có nhanh thủ cũng cao nè, thủ nhanh nè. Rồi ok, thì chắc là video của Cú đến đây thôi nha các bạn. Thì anh em nào cảm thấy thích con nick này thì có thể liên hệ với Cú ngay sang Zalo nha, để tránh gọi là chậm tay nha các bạn. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều, và chúc anh em một lần nữa là sẽ có năm mới thật là vui vẻ và thật là hạnh phúc bên gia đình nha, và sẽ thành công trên mọi công việc ha. Và vẫn mong là anh em vẫn yêu thương mà rồi Cú và ủng hộ bằng cái là xem kênh, hoặc là ủng hộ những cái như là giao dịch trung gian, nạp mốc, thẻ game, hay là thanh lý nick, hay là tìm nick, hay là cần cài thuê những cái event theo tháng nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều, và chúc các bạn một năm mới thật là vui vẻ ha. Bye bye, và hẹn anh em ở video sau. Và đây là một con nick level 27 ở server 808, và với giá đầu năm lấy lọc thôi là 899k. Thì anh em nhanh tay nha, nếu như mà Cú bay rồi thì Cú sẽ comment với video là đã bay rồi. Còn nếu như chưa có cái comment của Cú, tức là nick vẫn còn nha anh em, để cho anh em dễ đỡ mất công và inbox mình mà không còn. Rồi bye bye anh em.